sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Ngay từ đầu triều Lý năm 1010, năm 1225, ở Lạng Sơn đã có những dòng họ làm quan giữ trọng trách, có nhiều công trạng đối với triều đình phong kiến Việt Nam trong việc gìn giữ, bảo vệ vùng biên cương Lạng Sơn của Tổ quốc. Một trong những dòng họ ấy có họ Vi ở Bản Chu, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình. Dòng họ Vi có gốc ở Nghệ An. Sau khi có công đánh đuổi giặc Minh xâm lược, họ được triều đình ban đất đai và giao cho trọng trách trấn giữ biên cương ở Lạng Sơn. Tại đây, họ kết hôn với người dân tộc Tày và sinh ra thế hệ con cháu họ Vi ở Lạng Sơn. Tổng đốc Vi Văn Định, sinh năm 1878, mất năm 1975, là đời thứ 13 kể từ khi cụ tổ lên thôn Bản Chu, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn lập thái ấp. Ông là người chủ cuối cùng của khu biệt phủ họ Vi. Cũng vì thế mà khu nhà thường được biết đến với tên gọi là khu biệt phủ Vi Văn Định. Khu biệt phủ rộng khoảng 6.000 m², nằm trên triền đồi rộng, thoáng mát. Xung quanh là hệ thống ao hồ cùng với thiết kế cổng thành. Chỉ có một đường vào và một đường ra, đã tạo thế phòng thủ vững chắc, đảm bảo an toàn cho khu nhà của vị quan trấn giữ biên ải. Sau khi Tổng đốc Vi Văn Định rời khỏi Lạng Sơn theo cách mạng, nơi đây không còn ai chăm sóc, bảo quản. Năm 1979, căn biệt phủ ấy đã bị san lấp bởi đạn pháo trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Đây là bố tôi, vâng. Đây là bà dì, vâng. Tức là vợ ấy của bố tôi. Vâng. Thế đây là ông Vi Văn Dư, là con, vâng, thứ ba của Tổng đốc Vi Văn Định. Vâng. Thế này là đây là hàng ngũ các con của ông Vi Văn Định là từ đây này, đây này. Vâng. Ông Vi Văn Dư này là sinh toàn con trai, dạ, không có con gái. Từ còn nhỏ thì về mặt của ông Vi Văn Định thì tôi cũng không biết mặt. Dạ. Nhưng mà từ khi bố tôi ấy, đi lái xe cho Tổng đốc ấy, tức là con của Tổng đốc, tức là Vi Văn Định ấy, thì là bố tôi ấy thì cũng được tín nhiệm. Xong rồi lái xe, xong còn đưa bố tôi, còn Vi Văn Định còn tin tưởng đi tận Lạng Sơn đưa bua bảo đại vào đây mà. Chính là ông Tổng đốc Vi Văn Định ấy thì cũng là rất thương dân, đấy, hàng mấy trăm mẫu ruộng ấy, ông cho nhà nước, giao cho nhà nước ấy, là để phân chia cho những hộ nghèo đấy. Thế bản thân gia đình tôi cũng trước bố tôi lái xe thì cũng được hơn mẫu thôi. Trải qua thăng trầm, hiện nay toàn bộ các công trình quan trọng của khu biệt phủ đều bị phá bỏ. Hiện chỉ còn lại 3 cánh cổng, 2 ao, 1 hồ, 1 giếng nước, 1 chòi gác và một số bức tường của khu nhà còn sót lại. Trong số các cổng thì cổng vào khu biệt phủ họ Vi là còn giữ được tương đối nguyên vẹn. Cổng được xây 2 cấp mái, lợp ngói âm dương, đầu đao cong vút, trên đỉnh có gắn họa tiết tượng trưng cho hình ảnh của rồng mây. Cổng được chia thành 3 lối đi riêng biệt. Lối chính dành cho chủ nhân khu nhà và người thân. Hai lối nhỏ là dành cho gia nhân và thuộc cấp. Toàn bộ tường, cổng được xây bằng gạch, kết dính bằng hỗn hợp tro, đường phên và nhựa dây tơ hồng. Chất liệu này có độ bền rất chắc. Trên cổng vẫn còn có vết tích còn lại của trụ sắt đã hoen rỉ theo thời gian. Tôi sinh ra và lớn lên thì ở đất này thì tôi đã biết cái khu nhà, khu tưởng niệm của dòng họ Vi rồi. Những cái nhà cổ, những cái tôi đã từng biết hết rồi. Cả những cái giếng cổ từ ngày xưa đi hứng nước thế nào thì ở đây tôi biết hết rồi.
trước 79 thì chưa bị tàn phá thế này, sau 79 thì tàn phá thế này là không thì còn nguyên. Bây giờ có phụ nữ làm phụ nữ ở các thôn này vẫn mỗi tuần hoặc là mỗi tháng cũng vậy, tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm. Bây giờ thôn đã tiến lên gọi là thôn văn hóa rồi. Cái bộ mặt này, cái khu di tích của dòng họ Vì này sẽ tồn tại lên và cũng có nhiều người vào tham quan rồi. Giếng nước cổ Bó Lìn là một trong những quần thể di tích liên quan đến nhà họ Vi. Hiện đã được kiểm kê theo quyết định số 73 ngày 10 tháng 1 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Giếng nằm cạnh sông Bản Thín, thuộc một nhánh nhỏ của sông Kỳ Cùng, được Tổng đốc Vi Văn Định cho thi công năm 1910. Giếng xây bằng gạch nung, mang hình dáng chiếc trống đồng với đai trống là hai vòng tròn đắp nổi. Phía trên miệng giếng được đậy nắp tròn bằng bê tông. Lối xuống giếng được xây bằng 32 bậc gạch. Hàng trăm năm nay, giếng luôn đầy nước, được coi là mạch nước quý cho người dân Bản Chu. Tôi từ thành phố Lạng Sơn vào đây, thì tôi vào đây qua tham quan một số những khu di tích cũng như cổng làng và những nhà trình tường, đặc biệt là có khu di tích nhà thờ dòng họ Vi, nhất là của ông Vi Văn Định. Thì qua một tham quan thì tôi thấy trên địa bàn của xã có rất nhiều những cái điểm du lịch mà rất là thú vị. Và đây là một trong những cái điểm để tham quan du lịch và khám phá cho những người dân trên địa bàn của tỉnh Lạng Sơn cũng như các địa bàn tỉnh khác đến để tham quan du lịch. Thế là hôm nay tôi đến đây thì thăm được cái giếng nước và có một cái nguồn nước rất là sạch sẽ và rất là trong mát trong. Tôi uống cảm thấy rất là dễ chịu. Tôi nghĩ đây là một cái điểm du lịch rất là thú vị để cho địa phương phát triển cái du lịch của địa phương, và mong rằng là trong thời gian tới này sẽ thu hút được rất là nhiều khách từ các nơi khác đến để tham quan du lịch. Tuy nhiên, những công trình còn sót lại của khu di tích dòng họ Vi đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là đã có dấu hiệu bị xâm lấn như lấn chiếm đất. Một số hộ gia đình sử dụng khu vực di tích làm nơi để dụng cụ lao động, vật dụng gia đình gây mất mỹ quan. Để tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân trước đây, cũng như góp phần bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của di tích, các con cháu gia tộc họ Vi đã trở về cội nguồn, quê hương và cho hưng công xây dựng nhà thờ tổ họ Vi trên chính khuôn viên cũ của khu nhà. Khuôn viên nhà thờ tổ họ Vi có diện tích trên 720 m², gồm có cổng, gian thờ, sân, vườn và khu công trình phụ. Đây là nơi phụng thờ, hương khói cũng như bày tỏ tấm lòng biết ơn của con cháu họ Vi với các bậc tiền nhân. Đồng thời cũng là nơi trưng bày những hiện vật phục vụ cho quá trình hành lễ, tài liệu, ảnh có liên quan đến khu di tích lưu niệm dòng họ Vi. Việc lập nhà thờ tổ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, cùng hướng tới những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của ông cha, góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa của địa phương và của đất nước. Tôi là được sinh ra và lớn lên tại thôn Bản Chu A, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Tôi là người dân tộc Tày. Theo gia phả dòng họ Vi thì tôi là đời thứ 16. Ngay từ còn nhỏ thì tôi đã được nghe ông bà, bố mẹ và các bậc tiền bối kể lại là các bậc tiền bối của nhà họ Vi đều là các người có công với cách mạng, đóng góp nhiều cho quê hương và đất nước.
Đến bây giờ thì tôi đã trưởng thành và cũng đang hiện tại cũng đang công tác về mảng văn hóa tại địa phương. Thì tôi cũng rất tự hào và tôi lại đã càng có cái cơ hội để nghiên cứu sâu hơn nữa về dòng họ Vi chúng tôi. Hàng ngày thì tôi thường đến để quét dọn vệ sinh để tạo nên những cái khung cảnh đẹp, quang cảnh đẹp để cho thu hút được nhiều khách du lịch đến để khám phá những giá trị di tích của dòng họ Vi. Công việc ở đây thì tôi chỉ trông coi, có đoàn khách nào vào ấy thì tôi giới thiệu về gia tộc họ Vi thôi. Nhưng là các con cháu của gia tộc họ Vi ở Mỹ về, xong nó ở Canada. Canada có một đấy bà ấy chụp ảnh ở đây đấy. Rồi Trung Quốc, Quảng Tây Trung Quốc cũng vào. Đấy. Còn các đoàn khác ấy, từ như là ấy thì từ các huyện khác thì cũng về. Khu di tích lưu niệm dòng họ Vi là tiềm năng để thúc đẩy phát triển du lịch. Một quần thể di tích liên quan đến họ Vi như khu nhà họ Vi ở xã Quất Xá, giếng Bó Lìn ở xã Quất Xá, chùa Trung Thiên ở xã Tú Đoạn, chùa Hiển Khánh ở xã Quất Xá. Đây chính là những điểm tham quan du lịch lý tưởng thu hút khách du lịch đến với xứ Lạng, góp phần thúc đẩy kinh tế ở địa phương. Để phát huy tiềm năng lợi thế này, tháng 12 năm 2020, huyện Lộc Bình đã phê duyệt đề án phát triển du lịch huyện Lộc Bình giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, huyện Lộc Bình ưu tiên và kêu gọi đầu tư phát triển để hình thành tuyến du lịch thị trấn Lộc Bình, Quất Xá, cửa khẩu Bản Chất theo đường tỉnh 237 để phục vụ khách tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa. Đồng thời, gắn việc bảo vệ, phát huy khu di tích kết hợp với du lịch văn hóa, lễ hội tín ngưỡng cũng như bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương. Song song đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới mọi người dân nhằm nâng cao ý thức và có những hành động thiết thực nhất trong việc chung tay giữ gìn di sản văn hóa trên địa bàn. Để cái khai thác và phát huy cái giá trị văn hóa lịch sử của khu di tích lưu niệm dòng họ Vi thì trong thời gian tới thì huyện sẽ ưu tiên kêu gọi đầu tư và phát triển. Thứ nhất là du lịch văn hóa lễ hội tín ngưỡng trong dọc cái tuyến đường 237 đi vào giờ khu Quất Xá ở dòng họ Vi thì có lễ hội Dinh Chùa và lễ hội Bàn Chu. Rồi là phát triển cái du lịch cuối tuần kết hợp với vui chơi giải trí ở cái khu du lịch sinh thái của Hồ Bản Lải. Đồng thời thì cũng phát triển cái du lịch nghiên cứu trải nghiệm các giá trị di sản văn hóa của dân tộc Tài Nùng, tham quan văn hóa, nghiên cứu lịch sử, giáo dục truyền thống tại cái khu di tích lưu niệm dòng họ Vi. Bên cạnh đó thì cũng hình thành các cái tour tuyến du lịch, các cái điểm du lịch như là thị trấn Lộc Bình, Quất Xá, cửa khẩu Bản Chất theo cái đường tỉnh lộ 237 để phục vụ khách tham quan, tìm hiểu các cái di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và đường biên mốc giới. Về chính quyền xã thì cũng thường xuyên là tuyên truyền bà con nhân dân trên địa bàn thôn ấy, thì không được lấn chiếm và thường xuyên vệ sinh cũng là quét dọn khu vào các khu di tích để là tạo cái cảnh quan xanh sạch đẹp cũng như là tạo cái để tạo cái khu du lịch ấy, thì về sau này cho các khách thập phương mọi nơi được biết đến. Khu di tích lưu niệm dòng họ Vi là một trong những di tích mang nhiều giá trị to lớn. Di tích là dấu ấn lịch sử lưu lại thời kỳ hoàng kim của các giai đoạn lịch sử đã qua. Công trình vừa là nhà ở, vừa là thành trì, vừa có giá trị truyền thống giữ gìn biên cương, vừa có kiến trúc văn hóa cổ độc đáo. Do vậy, việc bảo vệ, sử dụng và phát huy giá trị của di tích, khu lưu niệm dòng họ Vi đã và đang được các cấp chính quyền địa phương quan tâm thực hiện.
qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá tới du khách những giá trị truyền thống, văn hóa, lịch sử của dòng họ Vi, xã Khuất Xá nói riêng, huyện Lộc Bình nói chung, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.